Cái này. Tìm gặp rồi đó. Tay nãy á. Nè mọi người. Rồi ok. Rồi đặt tên đi. Coi coi thì kiểm tra cái bóng này, bóng này. Rồi, bóng này, bóng này. Bóng mặt bằng anh. Rồi. Rồi bây giờ để cho nó là phòng bếp. Rồi hiểu tên vô phòng bếp. Rồi. Rồi giữa này cái gì? Đèn. Đèn nó. Đèn nào. Cái quạt hút. Hello. Rồi ok. Ăn cơm gì chưa? Nào đấy, em nè. Rồi bây giờ thấy chưa? Rồi mọi người thấy không, có tiền. À, bây giờ nè, mình bất cứ mình ở đâu mà bên mình là chú Thanh Hai. Rồi thì bếp. Phòng bếp đây. Tức cứ mọi người gắn, nếu mà gắn một chục ổ đi. Nó cũng cũng được. Đặt tên một chục thứ đó. Chỉ tức là một ổ này nó ba công tắc. Ba công tắc. Mọi người mà xài không xài cảm ứng thì mà bất cứ nơi đâu mọi người cũng mở được hết ha. Mở được hết. Rồi, chào mọi người nha.